cho quý vị nhá, để địa chỉ số điện thoại để các phóng viên nhiếp ảnh thân hữu của quý vị và là các phóng viên của các báo chí nơi đây có thể giúp cho quý vị việc đó. Vâng, Lý Tống rất là vui có dịp gặp gỡ quý đồng hương ngày hôm nay, gần 7 năm tù ở nhà tù Thái Lan, và với sự đấu tranh rất là mãnh liệt của đồng bào hải ngoại, anh đã nói rằng không có đồng bào hải ngoại đấu tranh thì Lý Tống đã không được trở về Hoa Kỳ như khi anh đặt chân đến phi trường San Jose đã tuyên bố như vậy. Cho nên đây là cái dịp cho Lý Tống đến chia sẻ với chúng ta những tâm tình của một người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, và đồng thời cũng có dịp để cho anh đến và nói với mọi người trong cộng đồng là xin cảm ơn tất cả đã dành cho sự hỗ trợ những ngày vừa qua. Ban tổ chức mời chị Quảng Bình ra xe lấy ly để làm chuẩn bị thêm nến cho đồng bào, vì số đồng hương đến càng lúc càng đông hơn, chưa đến giờ khai mạc mà số nến chuẩn bị đã sắp hết rồi. Trên mặt tổ chức xin mời chị Quảng Bình, phiền chị Quảng Bình có thể ghé đến xe để lấy thêm ly chuẩn bị nến cho đồng bào những người đến sau. Cảm ơn chị Quảng Bình rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.